khó nghe xa xa tiếng người con gái hát, có phải chăng là tiếng của cô The? Ờ mà không, cô The cổ đã đi rồi, đi theo tiếng gọi à, vật chất kim tiền của thành đô. Người ta đang hay thiệt là hay, tự nhiên rồi nó chọt cái họng nó vô kỳ cục ghê luôn, mà đưa đâu tuốt lên trên vậy cho biết, thì bực bội ghê luôn vậy à. Chào trân trọng nhất. Trời ơi mày nghĩ sao mà tao, trời đất ơi, tao hiểu rồi, lúc này giờ người ta không có trồng chuối trong nhà, nó ta đem ra đường ta trồng mẹ nó rồi. Ăn mặc tao chịu nổi không, cái này mà ra đường mà xe không đụng nhau gì nó tôi làm con liền á. Trời ơi, ăn mặc gì mà đánh vô trong mặt của người ta thấy mặt gớm à. Thôi biết đâu nó mặc vậy mà sao tự giờ security chưa hốt nó ra vậy không biết nữa. Trời ơi nó đứng chi mà cho loạn hết trơn á. Trời mà em biết nó có nỗi khổ nó mới mặc bộ đồ này, nên nó lãnh 800 đồng tiền mental mỗi tháng đó. Nhìn có nổi dệt không? Nổi dệt gì? Nổi dệt gì? Trời ơi, con nó ăn mặc kìa. Vậy? Nó biết về quê á, đi ngang qua cầu khỉ. Đi ngang cầu khỉ mà bả chơi quần một ống. Trời ơi, bả mặc quần kiểu này hả? Đi ngang qua cầu khỉ, cá nhìn lên cá chết mẹ hết à. Ai biểu nó nhìn chi cho chết mẹ, nó liếc là được rồi. Trời ơi, cỏ cọc giòn nhỏ này mà lội dưới ruộng hả? Đĩa hút máu nó, đĩa dễ thành đạch, đĩa chết cha hết à. Kệ, máu tinh nó hút mà nó dậy đành đạch nó chết rồi, còn mãn nguyện còn hơn máu mày, nó cũng hút mà nó chết không nổi nó mới nhột mày, hiểu không? Mặt mày ghét à? Cái mặt mày dễ ưa quá à. Xếp mặt mày dễ thương quá à. Trời ơi, bản mặt gì đâu mà thiệt hình xấu gì mà thấy ớt luôn, nhìn mà thấy gớt nè. Quen lắm. Thị the phải không? Hai càng phải không? Đúng rồi, hai càng thị the ngâm người. Ôi nhìn nhớ nghe ngâu nhìn nhớ nói không nên Cảm ơn hát vợ mà vỗ tay quá. The à? Trời ơi hai càng, anh khỏe không? Anh khỏe. Trời ơi tội nghiệp anh lâu quá rồi gặp lại rồi. Lúc đó ba má anh sanh đã xấu rồi, bây giờ anh còn xấu thêm đó. Tội nghiệp quá à. Cha sanh mẹ để anh xấu vậy đó. Dạ. Thế anh hỏi em nè. Dạ. Tự nhiên tại sao em bỏ làng bỏ xóm đi mất biệt vậy? Ờ thì anh nghe đồn đúng không? Nghe đồn cái gì? Anh nghe đồn em bị bắt cóc hãm hiếp, bị chặt ra thành từng khúc, cái đầu quăng ở Atlantis, cái đít quăng ở Atlanta, còn cái bộ da quăng ở Oren cao tỳ á. Anh nghe đồn vậy đó hả? Ờ. Trời, em mới nghe đồn cái tin này còn giật gân hơn nữa nè. Có cái thằng đó nó không có được trắng lắm mà chơi bộ đồ chó mắt mang đầu vuốt ra tới cửa, người ta giết chết tụi mày đó đó. Ủa sao giống anh vậy? Ông với ai? Ủa? Nghĩ sao tự nhiên mới gặp nhau chưa hết mừng nó nè em. Ôi trời, em đi đâu nghe đồn bây giờ em bị bắt cóc, bị hãm hiếp rồi, cái đầu áp lên xí trên đít, áp lạnh tả bộ giả ở hồ thì em cáo tị. Thằng nào mà nó giết tôi mà nó chịu khó, nó quăng nhiều nơi ghê à. Nó quăng cái kiểu đó nó đi tốn tiền vé máy bay, em thấy bà nội nó luôn à. Vậy chứ tự nhiên bỏ đi đâu không một lời từ giả với bà con lối xóm với anh vậy? Không phải là em không muốn từ giả với bà con đâu, mà tại em ra đi là vì hoàn cảnh nó đẩy đưa. Hoàn cảnh nào đẩy đưa? Xe hơi nó đẩy đưa. Ủa xe hơi đẩy đưa làm sao? Trời ơi làm gì đi nè, em nói cho anh nghe là một ngày kia em cũng mặc bộ đồ lụa bà ba trắng chứ không phải là bộ này, hiểu không? Rồi người ta trong khi mọi người đang làm em đi chơi vậy đó, em đi chơi tung tăm tung trăng cái người đem đi chơi vậy nè. Rồi cái phía sau cái nó bóp kẹn tin anh biết rồi, cái miệng em không chọc mà em còn kiếm chuyện em chửi chứ đừng nói mà nó chọc em, hiểu không? Em mài mỏ lâu nay sẵn đầu bữa nay trời vũa nhẹ là em chơi thôi, hiểu không? Trời ơi em quay ngang em định chửi nó, trời ơi em nhìn cái bản mặt nó xong em không còn nói được câu nào, em chỉ còn thì thào nói thôi anh ơi giờ em về anh muốn mừng gì anh mừng anh ơi. Ủa vậy làm sao? Là nó đẹp trai quá đó. Vậy mà cũng hỏi nữa à. Rồi cái xong cái em cũng nhìn nó, em chỉ hát được một câu nhìn mặt anh mà em chối mắt là vàng trên người anh đeo. Trời ơi
Nó giàu quá anh ơi. Em không chờ nó hỏi câu nào trong nó chỉ dòm miệng định hỏi đi không. Em nói đi rồi em phóng lên xe em không kịp đem quần áo mẹ vậy trơn trọi đi luôn với nó luôn. Đâu có từ giả ai, đâu thấy ai, đâu từ giả. Xe ơi, trời em đi xe nói em có được hạnh phúc hay không? Trời em hạnh phúc lắm anh biết không? Em muốn vàng có vàng, muốn tiền có tiền, muốn đô la có đô la, muốn hạt sàn có hạt sàn. Nó thương em đến mức độ mà nó bán em hồi nào em không hay luôn. Vậy làm sao? Tao ở lại vậy nè, một buổi sáng đẹp trời hai đứa cũng đang ngồi tâm sự, có cái bà kia tới, hiểu không? Xong cái đưa cho nó cái nguyên cái cọc tiền, cái nó đưa bỏng miếng giấy hai bên cái rẹt rẹt rẹt, cái xong nó nắm đầu em nó rồi đi theo quả đi bà. Em đừng có đi. Thì đó, em cũng đừng có đi. Mà thằng chồng em nó có nhiều cái đồ chơi không có đụng hàng, hiểu sao, không? Sao? Nó anh biết cái đồ bắt chó không? Biết. Cái dây đó, cái dây chó đang đi tưng 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 bắt chẹt 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 dính vô ẵn. Hiểu không? Nó bắt em đi vậy đó. Ủa vậy là em nó kêu em đi xong nó thấy vậy nó bắt em cái giò em leo trên cái mặt em đi xuống dưới đất hỏi anh ở hay đi. Ôi há đi đi em ơi, ở lại là chết chứ nó. Thì đó, xong em mới đi. Trời em nói anh nghe mà em đau khổ lắm. Thì thè à. Nhanh. Gì? Ê, hai cái tên thị the chua lè chua lét ta đã bỏ lại làng quê rồi nha bạn. Bây giờ mình lên Sài Gòn rồi quần hai ống mình cắt còn có một ống là hiểu mình rồi. Trời ơi. Mình không còn tên thị the nữa, xin lỗi bạn, mình đổi tên rồi nha. Em đổi tên gì? Biết con Trà Hoa Nữ không? Biết, Trà Hoa Nữ nổi tiếng lắm. Đó, nó nổi em mới đu theo nó chứ cái mặt anh không nổi anh mướn em cũng không đu theo nữa, hiểu không? Nó cũng Trà Hoa Nữ, em muốn người ta thần tượng và ấn tượng em cũng lấy trà mà không phải Trà Hoa Nữ. Gì chứ trà gì? Trà Hoa Dạng Thọ. Em ơi sao nhiều bông đẹp lắm em không đặt mà đặt bông Dạng Thọ. Dạng Thọ nó sống dài. Hả? Mày thấy ta cũng Dạng Thọ không thấy không? Hả? Còn mấy bà kia bày đặt cũng đi làm mà bày đặt đổi tên cho đẹp, sợ tên xấu. Ê qua Lại rồi qua Thủy Tiên rồi qua Tuốt rồi qua hai này nọ kia, bây giờ chết bà nó hết rồi. Ủa sao chết vậy? Bị bệnh chết. Bệnh gì? S. Bệnh S là bệnh gì? Sida đó. Ủa sao bị sida vậy? Muốn biết sao bị sida mai mốt tao cho địa chỉ từng đứa mày lại mày hỏi đi, xong đánh vô trong mặt mày cho mặt mày sưng như Hà Bá vậy. Ở dưới ta hiểu trơn trọi nó thì nó hỏi tụi hoài vậy à. Ê cái đầu mày trong đó chắc là hủ không chứ không có ốc ác gì tẩm đâu phải không? Ê ba má mày gắn cái đầu lên cho đầy đủ đầu tay chân đi lắc lư với sao sao chứ mẹ muốn suy nghĩ gì vậy phải không? Không phải. Tại anh ở dưới quê anh không có biết bệnh S bị sida là bệnh gì hết trơn á. Ở dưới quê không biết mà nhiều chuyện như quỷ kìa à. Đụng cái hỏi trả lời má khẩu à. Em ơi, vậy em đi lên Sài Gòn em làm nghề gì trên đó? Trời, em nói anh nghe, cái nghề em không bao giờ nói bình thường được. Cái nghề em phải hát. Em hát rồi anh đón cái em làm nghề gì nha. Ừ. Nghe em hát nha. Ờ. Ghê gớm và phức tạp ly kỳ lắm nha. Ừ. Khi biết em mang kiếp cầm cá đến đêm phòng trà dâng tiếng hát cho người đời, bỏ tiền mua vui hỏi rằng anh ơi còn yêu em nữa không. Tao làm nghề gì? Anh biết rồi. Nghề gì? Em làm nghề ca sĩ. Nghề ca sĩ nói mẹ ca sĩ đi hát thì muốn lòi họng luôn rồi trời. Tại vì em nói khi biết em mang kiếp cầm ca làm ca sĩ. À hiểu rồi, bị cái đầu nó đơn giản thôi, nó không có nghĩ gì trơn rồi. Ca sĩ hát cầm ca là ca sĩ. À. Mai mốt tao đổi cái bài chút. Khi biết em mang kiếp cầm loan là tao đi xin tiền. Ê mày, tao nhiều khi tao nghĩ mày có phải là người không? Chắc em... mày ở hành tinh khác mày xuống đó phải không? Nói chuyện khó hiểu quá à. Tôi mệt quá, ông này ông đơn giản, tôi không có hiểu. Bây giờ vậy là tôi không hát nữa à. Nó phức tạp lắm, bây giờ tôi kể chuyện cho anh nghe, anh đoán nghề được không? Ừ, được, được. Anh biết cái tuồng ngày xưa thiệt là nổi tiếng nửa đời Hương Phấn không? Biết. Đó, con nhỏ dai chính ở dưới quê nó tên gì? Nó tên Hương. Tên gì? Tên The. Đó, rồi tôi ở dưới quê tôi tên gì? Em tên The luôn. Rồi lên Sài Gòn nó đổi tên gì? Tên Hương. Đó, tôi cũng lên Sài Gòn tôi đổi tên gì? Trà Hoa Dạng Thọ. Nó làm nghề gì? Nó làm gái. Vậy suy ra tôi làm nghề gì? Em làm gái. Ha! Trời ơi, bởi người ta, con The nó làm gái. Bà con cô bác ơi, con The làm gái. Bởi được. Ê dòng họ mèo đó, dòng họ ngựa. Tao đâu có mượn. Đạo ơi, ông nậu ơi, con làm cái nghề đó, con trốn chui trốn nhủi, con bữa nay con về quê là con đứng xa xa con mới dám nhìn mọi người. Mà ông ra tự nhiên ai mượn ông, tôi đâu có trả tiền quảng cáo rồi mà lao mới sợ mất trơn trọi vậy. Đây là con The làm gái, con The nó làm gái. Đạo ơi, rồi cả sớm rồi nguyên một coi như bao nhiêu người kéo lại tao ký tên sao kịp mày. Ai mượn em, thiếu gì ngày ông làm tự nhiên đi làm gái là sao? Em đâu có muốn đâu. Tại vì mà sao mày nói nghe, đâu phải là muốn là được đâu. Trời cho. Em nói không phải nhỏ nào muốn làm như em cũng được đâu. À. Trời cho, làm như sinh ra là phải làm cái nghề đó vậy. Ừ, ừ. Em
em nói nha. Xong rồi em với bà đó làm như hợp tuổi anh ơi. Đi theo bà mặc dù cũng có hơi đại khái là cũng bức xúc lắm, nhưng mà trời ơi tao đó bà đang ế anh ơi, trời tao đang ế chảy nước luôn, vô đó toàn là mũi không mà không có người, hiểu không? Vì mà em về một cái khách vô nườm nượp xong riết rồi em bỏ sỉ, còn không có bỏ lẹ. Trời ơi trời ơi, em làm cái nghề đó em sống á hả? Trời ơi, thì bây giờ phải làm thôi, trời, đang làm ăn được, dễ sợ, đang ngon lành rồi tự nhiên có một quỷ họ Từ nào nó vô nó bỏ tiền nó chuột em ra, chịu nổi không? Từ Hải phải không? Trời ơi, làm như tôi thi kiều của Từ Hải. Từ mà không phải Từ Hải. Vậy chứ Từ gì? Từ Trần. Ba nó tên lìa đời, hai cha con sắp nắm tay đi rồi mới đặt tên vậy đó, hiểu không? Trời ơi, tự nhiên tôi đang làm ăn được cái nó đem mất tiêu cái sổ tiền của tôi là sao? Nhưng mà người ta vô ta cứu em phải mừng chứ, tại sao em chửi người ta? Tao làm ăn được cái tao có ế là tự nhiên cứu tôi là chi? Hả? Mà anh nói cũng đúng. Đúng rồi, người ta có câu này nè, chính phương thì cũng phải chừa một phương đi lấy chồng, đúng không anh? Đúng trời rồi. Trời ơi, thế là em cũng lấy chồng. Em lấy chồng như bao nhiêu cô gái khác. Em lấy chồng. Ồ, anh biết không, trời ơi, đêm tân hôn cũng diễn ra. Đêm tân hôn lần đầu tiên, trời ơi, hồi hộp xúc động, trời ơi, hồi hộp. Lần đầu tiên đám cưới chứ không phải là lần đầu tiên mới biết đàn ông nha. Hai cái đó phải rõ ràng nha, hiểu không đó? Anh nói trời ơi, cái em muốn cho nó ấn tượng, em mặc cái áo cưới anh. Cái đuôi áo á, em ở đây cái đuôi nó nằm ở khu đau thao không ạ? Chi dài dữ vậy? Cho nó rối chân, hiểu không? Em muốn cho cả nước Mỹ biết á là em đang đám cưới vậy đó. Xong mà bullet nó thấy bực bội quá, nó chặt mẹ cái đuôi em còn con khúc. Rối quá, hiểu không? Nhưng mà thôi kệ, cũng ấn tượng đi. Trời em hồi hộp lắm. Đêm tân hôn em hồi hộp, em họ không biết làm gì cho bớt hồi hộp. Ôi giời, em thấy chuối. Em chơi nguyên nãy chuối cho nó bớt hồi hộp. Em ăn một hồi nguyên nãy luôn anh. Tội thiệt, bớt hồi hộp thiệt anh. Trời, cửa phòng xịt mở. Em chạy tới, ảnh chạy tới. Anh, em, hai đứa định ôm nhau chưa? Cái chả lăn chả chết. Ủa sao chết vậy em? Sao gì, có nguyên do chứ. Nãy ăn chuối dùng vỏ chuối tầm lum hết trơn, trời chạy nhanh quá trời, vỏ chuối té bể sọ não chết tại chỗ chứ nguyên do gì, hiểu không? Trời ơi, ai suối ăn chuối làm chi mà cho chết chồng vậy trời? Đâu có suối đâu, kể từ đó em hận chuối vô cùng vậy đó. Trời ơi, chính vì chai chuối đã cướp đi mạng sống của chồng em. Trời ơi, cái tên là em nói trời, sau đời tôi bạc bẽo mà không anh. Trời lại ban cho em một người chồng thứ hai anh. Một người? Trời ơi, chuyện này em giữ gìn kỹ lắm, em không làm rối nữa. Em mặc cái áo ngắn từ đây thôi, để chạy tới chạy luôn cho nó dễ, hiểu đúng không? Rồi. Trời ơi, thế là cũng hồi hộp nữa, từ cái tánh em nó hồi hộp kỳ cục vậy đó. Em hồi hộp trời, thấy chuối không ăn. Đúng rồi. Kỳ này hận chuối không ăn chuối. Ừ. Chuyển qua ăn nho. Ăn nho chắc ăn. Ăn nho nó bổ mà nó không nguy hại đến tính mạng người khác. Trời cũng hồi hộp cái trời ơi, cửa phòng xịt mở. Anh bước vào, em bước tới, chạy tới. Hồi anh cái em sắp tới gần ôm nhau rồi, cái chả lăn chả chết nữa. Ủa sao chết nữa vậy em? Sao gì? Tại bà kìa, bà làm gì bà thương chồng, bà làm gì bà công dung ngôn hạnh lắm vậy đó. Người ta xỉn rượu thì ta chỉ trúng gió sơ sơ, vừa uống thuốc cảm là hết rồi. Rồi bà đặt như bà săn sóc chồng lắm. Bà đem là cái rội nè, rồi cái ăn con nè, xong lửa nè, bà chăm chích giác hút, chăm chích giác húng phượt mỏng trái chết tại chỗ luôn. Trời ơi. Nó chạy được mấy bữa cái nó giật tập chết luôn. Chết mà trên miệng vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Trời ơi. Anh không ngờ đời em khổ như vậy đó ta à. Trời ơi, em nói trời ơi, sao tự nhiên hai đời chồng lại ra đi như vậy, tôi buồn lắm. Trời ơi, cái tự nhiên trời làm như không phụ cái lòng của em nha. Hai người. Trời ơi, tới một lúc hai người làm sao mà em có thể đối động trời. Cái em, anh đừng anh ơi, anh đừng thương em, bởi vì em có cái số sát phu. Hai anh đó rất là bình thản và nói hai thằng anh có cái số sát thề. Bằng chứng hai con vợ ở nhà vừa mới chết mới kiếm tới em là trời ơi. Là em nó chết vậy là hai xác gặp nhau, chuyện này khỏi xác luôn đâu. Rồi em giải quyết sao? Mà hai thằng làm sao giải quyết, trời ơi, có một mình là thân này giết sẽ làm đôi. Cái là trời, em không ngờ em nghĩ một kế thông minh anh. Sao? Em qua test xịt, em mua hai cây súng. Đưa mỗi thằng một cây. Em đứng giữa, em nên này, hai thằng thương chị bắn nhau, thằng nào chết tao chôn, nào sống tao lấy. Trời ơi. Em không ngờ em nghĩ một cái kế ác độc như vậy mà. Cái mặt em ác hồi nào em cũng không hay mà. Em đưa mỗi thằng một cây, em đứng giữa. Em không dám nhìn nó luôn, em nhắm mắt mà em đến thanh này. Tôi đến 1, 2, 3 tôi quay bắn nha nha. 1, 2, 3 đùng đùng. Thằng nào chết? Không thằng nào chết. Chứ sao? Em bị thương. Ủa sao kỳ vậy? Kỳ vậy, lúc tỉnh dậy nghe mọi người, lúc ta chở vô bệnh viện ta kể lại. Ta nói hai con quỷ này nó cũng không có đẹp lắm mà cũng nó cũng mất nết mà nó ác độc quá. Nó xem mạng người như cỏ rác, tự nhiên nó kêu mình bắn nhau, lỡ hai thằng chết hết thì sao? Thôi thì bây giờ trước khi đi dạy cho nó bài học, hai thằng nó ghim súng ngay cái giò em, nó quất bang bang, em té. Trời vậy đó.
Anh không ngờ đời em quá khổ thế à? Khổ lắm. Em nói anh nghe, chắc là ông trời đang trêu em thôi. Ông trời trừng phạt em. Anh biết không, em biết em xấu hổ làng xóm lắm. Em về đây em chỉ gặp ba mẹ em chỉ đứng nhìn xa xa thôi. Em không dám gặp mặt ông bà. Nhưng rồi là gặp anh là người đầu tiên cho em gửi lời thăm ba mẹ em. Tạm biệt anh em. Thế à? Hả? Tại vì em lấy chồng không đúng đối tượng đó. Lấy sao không đúng đối tượng? Em lấy chồng thầy giáo đi. Không, em không lấy chồng thầy giáo đâu. Tại sao? Sách vở luôn luôn gối trên đầu. Đêm nằm hai đứa đang ngon giấc, giật mình anh ơi trả bài mẫu. Anh biết rồi. Anh biết rồi. Vậy hay em lấy chồng bác sĩ đi. Không, em không lấy chồng bác sĩ đâu. Tại sao? Ông chích luôn luôn nhớ trong đầu. Đêm nằm hai đứa đang ngon giấc, giật mình anh nói chích vào đâu. Trời ơi, không bệnh mà chích thuốc miết anh nhớ tao ngậu à. Anh biết rồi, anh biết rồi. Vậy hay là em lấy chồng bullet đi. Không, không, em không lấy chồng bullet đâu. Tại sao? Súng đạn luôn luôn nhớ trong đầu. Đêm nằm hai đứa đang ngon giấc, giật mình anh nói bắn vào đâu. Trời ơi, cửa nào cũng chết đó đâu nào ơi. Thôi anh đừng an ủi em nữa. Em biết là anh an ủi em thôi. Em vẫn chơi với anh. Có lẽ là trời trừng phạt em. Tại vì em đã làm cho bao nhiêu gia đình tan nát vì em. Vợ chồng người ta đang hạnh phúc, em làm tan nát rồi. Con xa cha, vợ xa chồng. Cho nên ông trời ông trả báo em đó anh à. Em tạm biệt anh giữ sức khỏe. Gặp ba má em cho em gửi lời thăm ba má. Nói là kiếp này em không có là một đứa con ngoan hiền được. Em làm ba má xấu hổ vì em. Em đi nha. Thế hả? Em định đi đâu? Đi tu. Em đừng có đi tu. Sao vậy? Chùa không dám chứa em đâu. Sao biết hay vậy? Ủa có rồi hả? Trời ơi, bữa lên trên đó định quy y xong lên quậy quá mấy ông đuổi đi. Trời ơi, sao hay vậy? Thầy ơi, nếu như có một người sẵn sàng mở rộng vòng tay để chờ đón em có bằng lòng hay không? Giờ chắc không còn thằng nào ngu vậy nữa đâu anh ơi. Có. Không có. 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 Có hai càng sẵn sàng banh càng để kẹp em. Tao ổng làm như ổng cua ghẹ vậy, banh càng kẹp em. Ông chỉ có nước ba khí chứ cua ghẹ gì đâu đây ông cậu. Anh nói thiệt mà. Nói gì bấy lâu nay anh không có cưới vợ, anh vẫn chờ đợi em hả? Anh vẫn yêu em và vẫn chờ đợi em, anh thề đó. Chứ không phải mày xấu quá, mày khùng nữa, không ai đứa nào thương em, mày xạo xạo, chờ chờ. Thôi kệ, đời em cũng tan nát rồi, em hốt mẹ cái hụi cho hốt này em xài đỡ. Anh ơi chị, nhưng mà anh bỏ qua quá khứ của em, anh không có trách phiền gì hả anh? Thầy ơi, quá khứ không có quan trọng đâu. Điều quan trọng con người làm lỗi, biết vươn lên làm lại cuộc đời, đó là điều tốt. Ê, em sẽ vươn lên. Em hứa nha. Dạ. Vậy em có bằng lòng làm vợ anh không? Rồi thì từ từ đi. Bằng lòng đi em về với quê anh. Trời, về quê nữa hả? Một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Trời ơi, cùng lao buồn thấy bà, cùng dòng một sông. Một vườn cây xanh, hoa trái thơm hương. Trái rồi không ăn thuyền rồi đó. Thuyền ngại qua sông, nụ cười dễ thương. Bằng lòng đi em từ anh từ dắt qua cầu. Cầu gì? Cầu tre. Trời ơi, mùa mưa dẫu khó đưa dâu. Cầu tre còn mùa mưa buồn bằng bà. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo. Đổi nhà ngói về đi. Về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Ôi đóa hoa tím trôi liêu xiêu, dòng sông chạy liêu xiêu, em thấy anh là nhỏ xíu có chút chiêu chứ em thương mà. Ôi những đêm ngắm sông nhớ anh buồn muộn khóc mình anh ca điều lý qua cầu. Vui hai buổi đến sân trường.
cổng trường làng hai đứa đợi mùa thi. Nhớ ngày nào anh dẫn em đi từ Việt Nam đi về qua Cali, mỗi độ xuân sang qua mai vàng đua nở trên làng tóc em anh cài mô bông vàng. Bằng lòng đi em, bằng lòng theo anh, bằng lòng đi người yêu nhỏ bé. Khúc dân ca bắt cầu em tới ngàn trùng xa, dù nắng dù gió nhớ thương nhau điều lý qua cầu. Thương nhau hát lý qua cầu, bờ tre không trút thương tình quê hương. Bằng lòng đi bên đài nè. Má đang cho heo ăn hả? Má ơi, xuân này con không về nha. Dạ. Má đừng có lo. Trời đất ơi, 2 năm rồi con ở nội trú, ở chung với bao nhiêu đàn ông mà không ai biết là con là con gái hết trơn á. Dạ biết, nhà trường đuổi con sao? Dạ. Dạ đúng rồi, ảnh là Lương Sơn Bá. Ảnh là anh em kết nghĩa với con thân lắm. Nhưng mà con nói má nghe nha, ảnh ngu lắm, ảnh cũng không biết con là gái giả trai. Nhiều khi con đi tắm chung với ảnh, ảnh cũng không biết nữa. Mà công nhận má nuôi con hay thiệt. Mỗi lần mà con rửa chân con dòm xuống cỏ không à. Má đừng có lo nha. Dạ. Cái gì? Lấy chồng hả? Thôi con còn chút xíu à, con không chịu đâu. Lấy ai? Thằng nào? Nó làm nghề gì? Nghề đĩa ốc hả? Không được đâu, nghề đó không chắc ăn. Giá nhà giờ sắp xuống rồi má ơi. Thôi chuyện đó từ từ tính nha má. Dạ. Má ơi, má nhớ gửi thuốc cho con nha. Không phải thuốc nhức đầu. Cái đó con có rồi. Thuốc ngừa thai á. Chết yên kê gì mà. Thôi má ơi, nói chuyện nhiều tốn tiền quá nha. Thôi con cúp à. Nhớ con thì email cho con nghe không? Dạ. Happy New Year Mom. Tiểu Thơ ơi, Tiểu Thơ, Tiểu Thơ, Tiểu Thơ. Chuyện gì? Dạ thưa Tiểu Thơ, có Lương công tử tới thăm kìa. Đại biểu, dạ. Con tiện tiền. Tao với mày giả tay đã 2 năm rồi hả? Mà mày cứ quen miệng của tao bằng Tiểu Thơ không à. Người ta biết được á, người ta biết tao là gái thì sao, hả con tiện tiền. Áo. Trời, Tiểu Thơ nói người ta mà Tiểu Thơ không coi mình kìa. Trời, 2 năm trời á mà cứ kêu con tiện tì hoài ha. Ha, Tiểu Thơ nhớ nha, tiện tì là con gái, Tiểu Đồng là con trai. Cứ tiện tì này tiện tì nọ hoài à. Tao quên. Không, cả đám trai trong trường nó mà biết con gái ha, nó xúm lại, trời nó đè con, sao con chịu nổi. Tiểu Thơ, ói hả? Ôi, còn gì nữa. Con nói mà con cũng kềm dữ lắm, không con cũng ói rồi. Ai mà thèm dê mày. Tao sợ tụi nó là sợ tụi nó dê tao thôi. Gì mày? Mày làm gì đó? Cú nãy là con kềm được. Cú này là con kềm hết được rồi Tiểu Thơ ơi. Cái gì kềm trời được? Ơi, Tiểu Thơ nhà em á có tự tin mà có bằng cấp license luôn vậy đó. Khổ bá ghê. Nhiều chuyện mày.
Ra mời Lương công tử vô. Dạ xin mời Lương công tử vào. Chúc đệ, chúc đệ. Lương huynh. Lương huynh ơi, nhà mới hút bụi, Lương huynh làm ơn chùi chân giùm em cắt. Ăn ở sạch sẽ quá hèn gì như con voi. Chùi ra ôi. Dạ. Sáng sớm mùng 1 Tết sao Lương huynh thích gì vậy? Để con lượm cho. Dạ, gặp em cảm động quá phải không? Nè, Lương huynh tới nhà em sáng sớm mùng 1 sớm có chuyện gì không? Biết sao không? Tao đang buồn quá. Dạ. Sáng mùng 1 mấy đứa nó về quê hết rồi. Dạ. Bây giờ chỉ còn mình tao với mày ở đây thôi. Dạ. Tao mới nghe đồn Trà Đà Thảo nó mới mở một cái chỗ massage ngon lắm. Lương công tử. Tao là gái Thái Lan với Thái Lan không? Tao với mày đi massage cho lại. Lương công tử. Lương công tử. Chị gì? Sáng mùng 1 sao công tử không lì xì cho em? Công tử kẹo quá à. Tới đây biểu. Mày kêu một cái thằng tiểu đồng nào mà kinh khủng như vậy? Tướng thì như con chí mén vậy đó. Nói chuyện ổng ma ổng mèo thấy bắt gốm. Hai đứa bay á. Bây giờ tao thấy hai đứa bay có cái gì lạ lạ rồi. Được rồi, từ từ đi. Hàm hố cái gì mà lì xì. Đang buồn gần chết đây nè. Ông già không có gửi tiền lên. Lương huynh. Chuyện gì? Sao Lương huynh kêu em bằng mày? Trời ơi, em kêu đại ca là huynh thì huynh phải kêu em bằng đệ. Kêu bằng mày á không có xề. Chữ thơ, mình đang đàn ông đó, cứ lên, gồng lên. Không, nhạo quá bể hết bây giờ. Ồ vậy hả? Tao quên. Lương huynh. Kêu bằng mày nghe không có phê. Giọng con này lúc trầm lúc bổng hang. Nói nghe nè. Dạ. Tao nói cho mày nghe, tao với mày là học trò học cùng chung trường. Anh lớn, anh làm anh. Em nhỏ, em làm em. Bây giờ tao với mày kêu mày tao cho rồi. Làm như hát hồ quảng kêu huynh để mệt quá đây. Em không chịu đâu, trời ơi. Huynh là gentleman, xuất thân từ một gia đình cao sang ở chợ Cầu Muối mà nói kỳ cục vậy. Em không chịu đâu. Mày nhắc tới gia đình danh giá của tao, mày còn nhắc địa điểm ở làm chi vậy? Thứ gì đâu ngu thế ớn không? Tao nói cho mày nghe, mày nhìn lại mày với tao đi. Tao thấy tướng mày còn gentleman hơn tao đó. Tao nhiều khi tao nói mày không biết là sĩ tử hay là... Lúc này mày phát tướng quá. Nhà mua dưa leo làm gì mua dữ vậy? Dạ, mua dưa leo đắp mặt, đắp cho nó da nó đẹp á. Hay lắm nha Lương huynh. Hai ngày đầu em đắp á hả, bao nhiêu bụng cám nó lặn sạch hết trơn á. Đó, tốt, tốt, tốt. 4 ngày sau á, nó nổi nguyên một về mụn bọc rồi. Huynh đắp không? Em cắt không đắp cho huynh. Cảm ơn mày. Con người mày mát mẻ. Người mày mát mẻ mà còn nổi mụn bọc. Tao mà đắp cái đó vô chắc nổi mụn nhọt luôn à. Thôi dẹp đi, đừng có dụ tao. Nhưng mà tao thấy vậy nè, cái mặt của mày đắp trái dưa leo này vô bao nhiêu cho đủ? Còn 4kg dưa leo không đắp đủ cái mặt mày. Thôi thì có cái dưa này dễ đắp hơn, không cần phải sắc lát. Dưa gì huynh? Dưa hấu. Mày mua nguyên trái dưa hấu xong mày sắn đôi ra, xong mày khoét cái lỗ mày ốp lên mặt mày, mày ngủ. Thấy cái đó chắc ăn hơn. Ê mà Lương công tử. Chuyện gì? Con nghĩ dưa hấu cũng không đắp nổi cái mặt của công tử nhà con đâu nha. Con nhìn mặt công tử nhà con nghĩ có một loại dưa đắp mà vừa rẻ tiền á, mà nó vừa hạp lắm á. Dưa gì? Dưa da. Sao lại đắp dưa da? Trời ơi, mỗi lần nhìn mặt công tử con là con tưởng ngay tới cái tô thịt thịt heo kho tàu à. À, mà kèm với cái hũ dưa giá là trời ơi, số 1 nha, thố thiệt á, thố công tử. Nhiều chuyện mày. Thằng này gút ai đi ra là. Nó hổng nhiều chuyện gì. Đi vô lấy nước mời công tử uống. Công tử. Chị gì? Uống trà đinh hay trà sen? Tới đây biểu. Mày là con ở hay là mày là chủ nhà? Miễn sao mày mời nước trà tao, mày uống trà đinh hay trà sen, mày muốn tám đinh trong mặt tao hả? Công... Tao nói cho nghe, bộ mày muốn giết người hay sao? Đâu dám giết công tử. Mày thấy tao mới thức hai đêm chờ tiền của nhà gửi lên thôi, hai con mắt tao nó như hai con ốc muốn lòi ra rồi. Mày nghĩ sao mày cho uống nước trà cả đêm tao thức cho tao chết hả? Công tử lộn rồi đó. Trời ơi, con uống nước trà từ nhỏ tới lớn không? Nhớ hồi nhỏ con có là 1m8 lượng, da dẻ hồng hào trắng trẻo mịn màng ha, đẹp ghê vậy đó.
mà cô uống trà thét, trời nó quéo lại còn con thứ mốt vậy đó. Vậy bây giờ mày suối người ta quéo bằng mày hả? Vậy mới xứng chứ. Thôi dẹp đi, cho coca hay bò hút gì cũng được. Vậy công tử có bệnh gì không? Tiểu đường hay cao máu vậy không? Lấy cái nào ít ít đường thôi, tao đang bị tiểu đường đó. Tiểu đường hả? Xin nước cũng căng hả mày? Tao bỏ thêm đường cho chết mẹ mày luôn. Nói gì đó? Dạ. Đi vô. Dạ xin chào công tử, em đi. Thầy gom. Hai thằng, không thằng nào giống thằng nào. Lục Quỳnh. Chuyện gì? Qua thăm em có... Nói nghe nè. Không có thầy ở trong trường. Tao qua thăm mày, tao đem cho mày món quà đầu năm. Mày ơi, sẽ hết hồn liền. Cái dây chuyền hả Linh Quỳnh? Dây chuyền mà đựng cái này tiền đâu mua. Gì vậy? Dây chuyền mà đựng nhỏ nhỏ thôi, đựng to quá mà đựng dây chuyền. Hồi hộp quá. Để tao mở ra cho. Dạ, sao tao dán kỹ. Ai biết cái tiệm nó dán kỹ quá. Dạ. Thằng 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 thằng. Trời ơi, ai vậy? Con tài tử Jennifer. Jennifer gì? Jennifer gì không biết. Aniston hả? Aniston, đúng rồi, Jennifer Aniston. Con này hiện giờ đang đóng phim Hàn Quốc nổi tiếng lắm. Trời ơi, huynh rành về điện ảnh vậy hả? Rất là rành điện ảnh. Jennifer Aniston mà đóng phim Hàn Quốc. Nhưng mà em thích Jennifer. Em thích con Tom Cruise à. Thầy gom, đàn ông mà đi thích Tom Cruise. Thôi dẹp đi. Cái này tao đem về tao treo đầu giường, cho mày cũng phí của. Thứ đàn ông gì mà nũng na nũng nịu thấy muốn ói luôn hà. Thôi huynh dẹp mấy cái bức hình này đi. Chuyện gì? Lương huynh. Còn có 3 tháng nữa thôi là mình phải chia tay rồi. Cái đó biết rồi. Em sắp sửa về quê để lo cái business cho ba má em á. Business làm cái gì? Dạ nuôi heo. Chết. Hèn gì, ba mẹ lựa đúng nghề quá. Nuôi con cũng ngang ngửa như heo. Dặn đệ một cái điều này, sau này á cho heo ăn á nhớ mặc áo màu màu xanh đỏ vàng, đặc biệt không được bằng màu trắng đen hay màu hồng. Sao vậy huynh? Hiểu không? Bởi vì bước vô chuồng không biết con nào là con heo. Lượng quên chọc em ngoài à. Đâu có chọc đệ làm cái gì? Đó là nghề gia truyền của gia dòng họ Chúc nhà em mà. Thì bởi vậy, chính vì nghề gia truyền nên mới sợ. Nhiều khi ta nói mày nghe, sống á là người ta nói sinh nghề tử nghiệp. Nhiều khi bà già mày hăng nuôi heo quá, lúc cần heo đi bán lỡ cân lộn đứa con thì sao? Suy nghĩ cho kỹ đây, đúng không? Quên à. Nói chuyện gì đâu cũng mà. Em nói Quỳnh nghe, kể từ nay ở chốn xa xăm, mỗi lần cho heo ăn, cho heo tắm, cho heo ngủ, làm sao em quên được hình ảnh của Lương Quỳnh? Tao móc họng mày hả mày? Mày suy nghĩ tao, mày không giống heo mà tao giống heo là sao vậy? Không phải. Sao mày cho heo ăn mà mày nhớ tao? Em nói cho huynh nghe, ở nhà em mỗi lần mà sắc đồ ăn cho heo ăn á, có sắc sắc mắm mỏ tổng á, thì nhìn sắc mắm thì em nhớ huynh đúng phải hả? Tao phóng cái quạt là mày bất đắc kỳ tử nha. Bữa nay mùng 1 Tết tao không muốn chửi mày. Ôi thiệt là chán quá đi. Không mà huynh. Chuyện gì? Đi chơi đi, ở nhà buồn quá. Huynh có chuyện gì mà huynh buồn? Ông già tao mới gửi thơ lên. Hả? Không thơ gửi gì? Tiền mà nhận thơ hoài. Thơ gì vậy huynh? Không biết thơ gì, tao đang buồn đây. Không thấy tiền thấy thơ là tao bực bội rồi. Mới ra đây, mới email xong, mới in ra đây, tao đọc cho mày nghe. Dạ. Lương chân bá con, từ ngày con từ giả xóm làng lên kinh đô dùi mài kinh sử, quyết lấy cho được mảnh bằng tốt nghiệp lớp 12 hệ bổ túc. À nội ơi, tại sao cha con có thể đối xử với con như vậy? Học bổ túc mà ông cũng khoe. Bao thường xuyên thao thức canh trường, nhớ con tha thiết, mỗi đêm chỉ ngủ được có 8 tiếng là giật mình thức dậy. Trời ơi, tội nghiệp, ngủ ít quá. 8 ông già, tiếng hả? Ông già mà ông ham ngủ thấy ghê không? Tao đã nói rồi, còn một giấc ngủ ngàn thu nữa mà ham chị ngủ nhiều. Bữa nay biên thơ cho con mà ba không ngăn được dòng nước mắt. Con ơi, nhà mình không có số khoa bản, cái đó tao biết lâu rồi, nhà tao dốt lắm. Học bao nhiêu năm cũng vô ích ông nội. Con ngày trước ôm giấc mộng làm hair stylist mà thi 8 lần không đậu cái bằng tóc. Cho tới đời ba thi bằng lái xe hơi suốt mấy năm trời mà vẫn rớt, cuối cùng ba phải đành lái xe ngựa.
Nhiều khi tao thông cảm hoàn cảnh gia đình tao lắm. Có cái máu học giỏi mà. Nay con lại sai lầm đó. Tại sao gọi tao là sai lầm? Sai lầm đi theo con đường cũ. Ba sợ con uổng phí tháng ngày mà vẫn trắng tay, nên ba khuyên con bỏ học về quê mở tiệm nail. Cái này là tao không chịu được. Mày nghĩ sao tướng tao giữa nail giống này, ba cái chemical nó quất vô ba bữa là chết rồi. Nếu con chịu khó giữa ngày giữa đêm thì chăm chỉ vài năm là trở thành triệu phú. Bởi vì sách có câu: con ơi nhớ lấy lời cha, một năm ngồi giữa bằng ba năm làm. Nghĩ sao vậy? Thôi thơ đã dài, con thu xếp về ngay rồi gọi cho ba biết. Điện thoại của tiệm mình là 1-800 giữa móng cha của con Lương Sơn Tuyền. Ủa? Ủa, Kha Huynh là ca sĩ hả? Mày nói tầm bậy, cha tao đàn ông mà, ca sĩ gì? Ca sĩ Sơn Tiền là đàn bà, em của Thanh Tiền đó mày biết không? Còn tao là Sơn Ba, ba tao là Sơn Tiền. Thiệt là bực bội, bây giờ biểu tao về vũ neo làm sao? Lương Quên, Lương Quên. Chuyện gì? Trời ơi, giờ sắp chia tay rồi Lương Quên nói ba cái chuyện gì đâu, không không có tình cảm gì hết trơn á. Tình cảm của mẹ gì, không có tiền mà tình cảm. À, thiệt là chán quá đi, hả? Tại đây. Mày lâu tao đi đâu? Nè, mày nhìn đi. Huynh nhìn thứ xem dưới hồ đồi thiên nga. Đồi thiên nga lâu dưới hồ giống người ta trên bờ. Con nào là con mái, huynh chỉ em tường. Con máy là con nào? Tao chưa thấy một đứa nào mà ngu như mày. Mày nói bức tranh trên tường là hai con gì? Dạ, hai con thiên nga nó bơi lội dưới nước, thật là lãng mạn. Mắt mày bị bù lạch ăn hả? Hai con đó là hai con vịt sim của lùng. Mày nghĩ sao mày kêu nó là thiên nga? Mày đừng nói mày nhìn tao với mày, mày tưởng tiên nữ nha. Ôi chết à mày. Sao kỳ vậy? Nhưng mà em cũng thể tưởng tượng được vậy chứ bộ. Giờ em đố Quỳnh nha. Ê, con nào là con mái? Tao mệt mày quá, mày hỏi con mái con trống làm gì? Mày đi mua vịt quay, có khi nào mày hỏi con nào con mái con trống hay không? Hả? À, mày chỉ hỏi con nào ngon, con nào dở thôi. Hỏi làm gì cho nó mệt xác. Quỳnh này kỳ quá à, tối ngày lo ăn không à, có chừng mập á. Mày nhìn kỹ lại mày đi. Tao với mày ăn chung một bếp ăn tập thể. Mày ăn riết mà con người mày vậy mà tao quéo lại còn chừng này. Mày nghĩ sao mày nói tao có tâm hồn ăn uống? Cái thằng này thiệt tình. Nhưng mà Quỳnh nói cho em biết đi. Con nào là con mái? Mày nhìn bức tranh là mày biết con nào con mái rồi. Con nào? Con mái là cái con trọc đầu kia. Nhìn kỹ trên cái lưng nó trầy trầy nữa là con mái. Ủa, tại sao nó trọc đầu với lại trầy lưng là con mái? Mày ngu quá vậy, mày chưa thấy con vịt lên nó đạp mái à? Con này nó phải mổ vô cái đầu con này. Nó phải đạp lên cái lưng con này, thành thử cái đầu con này bị trọc và cái lưng nó bị trầy. Nhiều đó cũng không biết. Học bao nhiêu trả cho thầy hết, ngu thế ớt luôn. Trời ơi, hai ông nội. Quên nè. Cái gì? Vậy là hoàn cảnh hai vịt này giống em với anh. Thôi ta biết dù tóc mày sắp trọc nhưng mày vẫn là đàn ông. Ngu thế ớn luôn. Hai ông nội, trời khùng mà cũng bè nữa. Gì hai đây? Cái con vịt này đó, con mập á đem nấu chao, còn con ớn kia nấu bún măng. Quyết định vậy đi. Tao cắt cỏ mày nghe thằng tiểu đàm. Hổn hả mày? Con đâu có hổn. Nè, tao đang tâm sự luôn mình, ai cho mày xí vô? Trời, công tử nghĩ đi. 2 năm đi du học, công tử đồ ngon công tử thống hết rồi, công tử cho con hém burger không mà thèm thình cho thấy mẹ à. Cho nó đi ăn đi, đưa nước đây. Đưa nước cho công tử. Nè, Lương công tử, Red Bull nè, uống vô, nhiều lúc thấy kỳ kỳ ngang, khó chịu đừng hỏi nha. Nè, bữa nay mùng 1 Tết cho mày nghỉ sớm đó, muốn đi đâu thì đi đi, lẹ lên. Cứ biểu đi chơi hoài, không cho tiền đi chơi với ai. Đi đi. Mày đi đi cho nó ghét. Không, không, con đi. Đi đi. Phá đám không. Thôi, mắt mày có mấy cọng lông thôi. Mày đá bậy đá bạ nó rụng hết lấy gì làm vốn.
luôn quên. Chuyện gì? Trời đất ơi, sắp tới giờ chia tay rồi. Mày cứ nói hoài buồn quá đi. Trời ơi, buồn dĩ nhiên là em làm sao vui được khi em sắp sửa xa Lương Huynh. Lương Huynh biết không, bữa nay chắc em phải có một điều muốn tiết lộ bí mật của em nói cho Lương Huynh biết. Mày có gì bí mật mở trong số hả? Cho ít coi. Bà mẹ, thằng này sao nó cứ làm đứt cái đường dây lãng mạn của mình không? Lương Huynh. Chuyện gì? Hay là tối nay Lương Huynh ngủ lại với đệ. Giết người! Trời ơi, nó giết người! Giết cái gì? Đâu mày giết? Mày nghĩ sao vậy? Mày cứ suy nghĩ đi, giường ở trong trường này á, có một cái nào cũng có giường chiếc không à? Tao nằm với mày, mày gác cái đùi lên cho tao tắt thở hả? Phải mày giết người không mà mày rủ tao ở lại? Không có, em nói Lương Huynh nghe, ngủ lại với em đi. Rồi em sẽ nói cho Linh biết cái điều thầm kín của em. Điều thầm kín mày có cái gì đâu mà thầm kín, bao nhiêu nó lộ hết ra người mày rồi. Chuyện gì thầm kín nói đi. Tức quá. Tao mệt quá, không có tiền, tao đang bực bội đây. Thôi Lương Huynh không chịu thì thôi, em đành phải thú thật cái Lương Huynh thôi. Nói đi. Chuyện gì? Em không phải là trai. Chúc Quân Đài của Lương Huynh không phải là trai mà là gái. Lương Huynh không tin hả? Em nói thiệt, cái thằng Tiểu Đồng nó cũng là gái giả trai. Nó thay em lên Kinh Đô để hầu em đó. Thôi mày đừng nói, tao tưởng chuyện gì bí mật, cái chuyện mày là gái tao biết lâu rồi. Ủa sao Lương Huynh biết? Mày đi tắm mấy lần tao rình hoài chứ vậy. Lương Huynh thấy cái body của em rồi hả? Thấy hết rồi. Thấy front da or back da? Everything on that. Ủa vậy Lương Huynh không có xúc động nổi máu dê gì hết trơn hả? Bây giờ mày nhắc tao mới xúc động nè. Xúc động mà muốn mửa luôn á. Mày suy nghĩ đi. Mày bây giờ nhà mày có cái gương hay không? Nó gọi là cái mirror gì đó. Nếu không có mày đổ cái thao nước ra mày tự soi mày đi. Nếu mày là một thằng đàn ông mày nhìn thấy con gái như vậy mày có nổi máu dê nổi hay không? Con gái gì mà tướng như kinh công thấy gớm. Em không biết, nhưng mà dòng họ Chúc nhà em á có cái điều lệ là hễ mà ai nhìn thấy thân thể của em á thì người đó phải lấy em làm vợ. Chết mẹ rồi. Cái gì chết? I think I'm wrong. Oh my god. Anh thấy thì anh phải làm chồng của em. Không sao sao. Chịu là ha. Có người cứu mạng rồi. Ai? Tao nói cho mày nghe, bữa đó mày đi tắm xong hai tao đi rình nhưng mà không phải một mình tao mà tao rủ nguyên cả trường rình bị coi con gái. Hả? Trường mình 120 đứa mà có 20 đứa nó ói trước khi nó thấy mày nó chết rồi. Còn 100 đứa thấy mày, đứa nào đến đây nó cười mà bữa đó xỉu mà thầy nghĩ nó dại luôn á. 100 đứa thấy mày lặng, 100 đứa xe cùng với tao thì mỗi đứa chia một chút cũng đỡ. Chứ tao hốt nguyên một đống mỡ này về chắc tao chết. Trời ơi. Như vậy là Chúc bên đài em phải xóa sổ trong khai sanh rồi. Em phải đổi tên thôi. Tại sao phải đổi tên? Em đổi tên là Đoạn Đầu Đài. 100 chồng mà sao em chịu nổi? Tao thấy trong ánh mắt mày có vẻ lộ vẻ vui vui à. Tao nghĩ mày kham nổi mà. Chừa tao ra thôi. Chuyện gì? Nhưng mà 100 thì that's ok. I think I can handle that. Thì gom qua. Thiệt. Công tử Tiểu Thơ. Cái gì vậy? Tiểu Thơ. Chuyện gì cái vậy? Cái gì? Đứng lên rồi nói. Cái gì? Tiểu Thơ. Chuyện gì? Con đã lỡ với Lương. Lương mày lỡ cái gì? Nói cho đàng hoàng, khóc không à? Vào một đêm không trăng sao, nhưng suốt đời in sâu lòng người. Hát không à? Nói cho lẹ. Dạ. Vào một đêm không trăng không sao. Ờ. Con với Lương Huynh mới rủ nhau ra bờ hồ để chơi. Nhậu. Ờ. Lương Huynh rót, con uống. Rồi ông rót, con uống. Rồi hồi con biết ông cho con uống cái gì nữa. Cái người con đơ này, con cử động được. Rồi cả ông bế, ông bồng, bế bồng. Bây giờ con mới biết
con đã có bầu rồi. Lương Huynh, thì ra hai năm nay Lương Huynh không thèm để ý em mà lại mê con ở, lấy nó có bầu. No, just a minute. Quay. Em bệt quá Lương Huynh ơi. Tao thấy tao còn bệt. Tiểu thơ. Nói nghe nè. Chúc muội đừng có giận Huynh. Bữa hôm đó Huynh cứ tưởng rủ nó đi uống rượu là tại vì tình Huynh để, đâu có biết nó là con gái đâu. Uống rượu xong, uống quá trời, uống nó uống, Huynh uống, nó uống, Huynh uống. Hồi nó ngã cái rặt ra nó xỉu. Bồng về xong tự nhiên thấy nó cấn cấn cái gì kỳ kỳ, dở ra nguyên con bánh bèo. Trường này con trai mày không à, làm sao chịu nổi được. Nhưng mà giờ lỡ rồi, lỡ yêu nó luôn rồi. Lỡ rồi. Vui quá. Tao hận hai đứa bay. Đừng hận Tiểu Thơ. Hai người hạnh phúc. Tao cắn lửa tao chết rồi. Ê, đừng. Quay. Cảm giọng quá. Cắn thiệt rồi nè. Nói nghe nè. Đừng. Bây giờ chút muội đừng chết. Chú muội đừng chết, mùng một Tết đừng nói chết xui xui hiểu không? Bây giờ để Huynh tính cho. Bây giờ Huynh tính nè. Bây giờ dù gì đi nữa nó cũng lỡ rồi, thấy không? Bây giờ lấy một con mén được thì lấy một con voi được, hiểu không? Bây giờ I can't handle that. Nó nghe nè, bây giờ thôi lỡ rồi, qua đây. Gì vậy? Giờ nó lỡ nó có bầu rồi. Bây giờ thì cho nó làm vợ lớn đi. Thôi mặc dù nó nhỏ nhưng nó làm vợ lớn. Mặc dù đây lớn nhưng làm vợ nhỏ, được không? Chịu đi Tiểu Thơ, chịu đi. Không. Tại sao không chịu? Từ chối. Vậy được rồi. Vậy là cuối cùng rồi, không có người hốt mình. Ê, điện thoại. Dạ, em chúc. Vui quá. Vậy là khỏe, khỏi cần giấu. Khỏe rồi, không giống nữa. What? Chúc đi nhậu nữa nha. What? Hả? Cái gì vậy? Chuyện gì vậy Mũi? Lương Huynh ơi. Hả? Chuyện gì? Muộn màng rồi Lương Huynh ơi. Muộn màng sao? Trễ rồi Lương Huynh ơi. Chuyện gì? Cha mẹ em đã ép em vô dòng họ Mã. Bà ép đúng dòng ghê vậy ta. Mã là ngựa, con này nó vô dòng họ Ngựa là đúng nè. Vậy là đúng rồi. Huynh nói gì? Thôi. Ép gả Mũi cho Mã Văn Tài. Dạ. Trễ rồi, mình có duyên mà không có nợ luôn Huynh ơi. Trời, chúc hai mình. Người hạnh phúc đi. Thôi forget bà đi, về lo cho em đẻ đi Lương Huynh. Chúc Mũi, ta nói cho Chúc Mũi nghe, mặc dù ta không có tình với Chúc Mũi, nhưng trong bao năm ở với nhau cũng có cái nghĩa. Ta buồn khi phải xa Mũi. Chúc. Hả? Cái gì vậy? Lương Công Tử. Trời. Ấy. Lương Huynh, anh học máu hả? Em bị bệnh hồi nào vậy? Đâu có, tao mừng quá. Ta ho cái nó nhảy ra tiết canh này. Hả? Đồ vô chiên nè. Đi hả đây. Thôi, đi về lo lấy Mã Văn Tài đi. Ở đây, ta thấy khen Tiểu Đồng cho. Thôi bye nha. Bye. Hai đứa bay. Ơi, Tám Kim ơi. Chị Kim. Ai vậy? Có nhà không? Trời, ai đó? Chị nè. Tôi đây. Trời ơi, sáng sớm mà năm chỉ đi tìm Kim chi sớm mà. Ôi, rảnh không có gì làm tính kiếm Kim xỏ chỉ chơi mà. Nè, đừng có nói cái giọng đó nghe. Tôi ghét cái thứ chơi chữ đó nghe. Mà nói xin lỗi ông anh tìm lộn Kim rồi. Cái Kim này tích đít mẹ nó rồi. Không có sổ được đâu cưng ơi. Chị nói sao vậy? Chị đang làm gì trong nhà vậy? Đang may đồ. May đồ phải chị lấy chỉ sổ Kim không? Thấy không? Ý tôi là vậy đó. Ai biết cái mặt ông Giang thấy mẹ. Bữa nay tôi qua đây thăm chị. Với lại có đem chị cái này nè.
Cái gì đây? Bảo đảm chị thấy là chị mê. Lần nào qua cũng quà cáp hết trơn trọi vậy anh. Ừ, bảo đảm chị thấy chị mê liền. Cái gì đây? Qua tờ mê lô. Qua tờ. Ủa? Cái gì vậy ông nội? Cái gì? Đưa cái gì vậy? Watermelon. Cái nước gì gớm vậy? Nước gì gớm? Đưa coi, cái này làm sao, cái này ông thích chứ tôi đâu có thích. Water là nước nè, melon, nước melon mà, nước melon tôi uống đâu có được, nó xuống máu ông ơi. Cái gì melon? Đây là dưa hấu. Mà tiếng Anh ta đọc là watermelon. Tôi nói cái melon còn đỡ, ông thêm cái dấu vô cái ớn ờn không? Cái chữ nào nó viết mẹ ghi chữ dưa hấu nó đẹp hơn chết rồi, water nghe ha. Bà nó có đầu óc bà không, nghĩ bậy bạ không à? À cái đó ông uống thì tôi không dám uống à. Mấy đứa nhỏ đâu rồi? Nó đi làm hết rồi anh ơi. Vậy sao hổng rồi chị không có đi đâu chơi sao? Thôi đi bị thấp khớp đi ra đường đi mệt quá không đi nổi. Tôi nói chị nghe, mình qua đây ở nhà hoài không có tốt đâu. Giống như tôi nè thấy không, già từng tuổi này mà vẫn còn đi nhảy đầm exercise. Thấy không, chị phải đi ra đập nhảy đầm cho thể thao cho nó vui. Không, nói anh đừng cười tôi chứ nhảy cái kia tôi không nhảy nổi thì nhảy đầm. Nhảy gì? Thể dục dưỡng sinh đó. Bỏ lâu rồi. Thôi, nếu mà chị nói vậy thôi thì thiệt là tiếc quá đi. Sao vậy? Kỳ này Thúy Nga có tổ chức cái gì đó gọi là nhảy sobriety gì đó. Thôi chuyển chọn security hả? Anh đàn ông anh làm cho tôi làm gì? Sobriety là gì? Là những người nổi tiếng á. Thì nói mẹ nổi tiếng cho rồi, sobriety ai biết đâu, mà tôi mới qua mà tới dùng cái trừ từ chi ác ôn nghĩ không biết. Nhưng mà vậy sao không, tôi không nhảy được đâu, anh đi tìm người khác đi. Tôi nhảy rồi mất công tôi với anh biết lòng. Là biết lòng tổ tị với tôi mà quen. Tôi nói thì chính cái chỗ quen biết tôi mới sợ biết lòng. Đâu có gì nó mít lòng. Đỡ vậy. Đó nghĩ sao nhảy mà không nhìn mặt thằng anh mà nhìn gì không? À, tôi nhảy mà tôi không nhìn mặt thằng anh mà tôi nhìn mặt thôi thôi ghê á. Chị bị gì vậy? Tôi bị thấp khớp. Thấp khớp đứng thẳng được hả? Không được. Trời ơi tiếc quá. Vậy kỳ này không biết làm sao mà... Anh quyết định đi thi cho Thúy Nga hả? Giải thưởng lớn lắm. Nghe thi Thúy Nga tôi cũng tỉnh táo lên liền. Nhưng yên tâm đi, nếu anh đi thi tôi sẽ gửi anh. Cái gì? Tôi quen hết. Sao vậy? Thúy Nga là ruột của tôi mà. Tôi sẽ viết cái giấy giới thiệu cho anh. Anh tới anh chưa thi người ta chấm anh đậu rồi. Chờ tôi đi nghe không? Chờ tôi nghe không? Lẹ nha. Chờ tôi chút đi. Không ngờ bởi bị nặng dữ vậy ta. Hồi xưa đâu có lưng đâu có dữ vậy. Nhưng mà kệ, bà này mình nghe đồn là bà hồi xưa bà cũng đã nhảy đầm rất là giỏi. Ráng coi coi bà làm cái gì đây. Xong chưa chị? Chị ơi, xong chưa? Chờ tôi chút. Chạy lên nha. Cái bộ bà ba kia tôi cho anh đi đằng sau được, cái bộ này phải cho đi đằng trước. Đi đằng sau ông đĩa hàng tôi hả? Thôi bà, đừng có nằm mơ. Cái hàng là ai thèm đĩa. Giờ làm sao? Bây giờ muốn nhảy phải không? Anh đu tới đâu tôi đu tới đó à. Thi cho ai chứ thi cho Thúy Nga là quốc à. Tại vì tôi coi nhạc Thúy Nga hàng ngày mà coi nó trẻ ra nè. Rồi rồi, giờ tôi chị tập nhảy nha. Trời, anh mai bộ đồ giống đấu bò quá ha. Đừng nói tôi để làm con bò cho anh đấu nha anh. Chết là không được. Đây. Trời ơi, romantic quá. Cái ý cái này cầm làm gì? Ngậm vô, mình tập ngậm nhảy à? Ngậm gì cút vậy bà? Người ta còn trẻ, người ta còn có răng, người ta cắn tôi ngậm cái nú không ông nội. Bây giờ có nhảy hay là không? Nhảy, ngậm vô đi. Nhảy thì mở nhạc lên coi. Bắt đầu nha.
Thôi. Giờ nó vậy mẹ ông được trước coi. À quên quên nè, quẹo quẹo cái chân lại, quẹo quẹo lại đó. Yep. Ghê quá. Được coi. Trời ơi, sao nặng quá vậy bà? Mới mập lên mà. Trời ơi, chơi nhạc này hát tôi chơi luôn với ông à. Bà làm cái gì vậy? Cháu bò. Cháu bò hả? Không phải hả? Bà nói thương bò hả bà? Ờ tao bò bò bò. Nhạc tiếp hả? Đi. Woo. Quay. Woo. Vui buồn cùng em. Đời là những chuỗi ngày sầu lo, tình là những bên mơ mộng mơ. Quá trời ơi, sao ông không đưa tôi về vậy? Ôi, thế sao tôi đưa? Bà nhảy tùm lum mà. Thôi đứng lại. Anh đem yêu thương. Ông nhảy đàng hoàng coi. Đây này. Lát nè. Khi yêu nhau tuy xa mà gần. Cớ sao? Sống cho tình yêu, sống trong lòng anh khi tôi còn say. Lò hén, lò hén. Hả? Lò hén. Đỡ nổi không? Lỡ, không, không lỡ. Đỡ. Không lỡ đâu. Lò. Cười lên đi. Trời ơi, cười lên đi. Cười lên. Cười làm gì? Hả? Tôi mệt bà quá. Tôi kêu bà chui qua đây. Chàng qua húi. Không. Tôi biết rồi nhưng mà ông đỡ không nổi. Ví dụ như người ta thọt như vậy phải có người đỡ cho nổi. Ông đỡ không nổi ông bỏ tôi ra bật rộng tôi chết sao? Thôi bò mẹ ra vậy chắc ăn hơn. Mình già rồi mà. Ông đu làm sao lợi thì dân rồi Tuấn Hùng phải không? Nhưng mà mình có cái giải lão niên hiểu không? Có giải đó thì được. Sao? Tôi nói ông nghe nè. Sao tôi thấy kỳ này nha. Ban giám khảo chấm toàn nhạc quê hương được điểm cao không? Vậy. 40-40 là Hương Thủy với Hương Lan. Lát nữa tôi đi thi tôi không lấy tên Kim tôi đổi tên Hương luôn. Hương. Hương Hồn. Tên thi gớm quá vậy bà ơi. Đó thì vậy đó, Nguyễn Cao Kỳ Duyên sẽ lên giới thiệu sau đây là sự xuất hiện đi thi của Hương Hồn à. Thôi bây giờ về nè. Hả? Dầu nhiễn tại bữa nay mình mới tập mình chưa có nhiễn. Bây giờ đi về nhà tôi đi. Rau rau. Rồi tôi tập thêm cho bà rồi mình thi. Rau rau. Nè tôi hỏi bà nè. Bà có quen biết ai trong cái nhà không? Yên tâm đi. Tôi đi thi là có người chống lưng rồi. Hả? Ai vậy? Nguyễn Hưng. Bà con thân với tôi lắm. Thân không? Rất gần. Gần cỡ nào? Chị vợ của thằng em rể thằng bạn tôi là có coi băng Nguyễn Hưng rồi. Nói lại. Chị vợ của thằng em rể bà bạn tôi là có coi đĩa của Nguyễn Hưng rồi. Gần không? Thấy gần không? Gần quá. Nó sát cái tivi mà. Tôi nói thiệt với bà nha. Từ đây mà tôi chạy ra tiệm thứ Nga tôi mua dĩa Nguyễn Hưng còn lẹ hơn bà nữa. Trời ơi, gần gì mà gần kỳ cục vậy bà? Có gì đâu thì tôi nói vậy thôi. Nhưng mà mình đi thi á, là ăn thua là cái khả năng của mình. Đúng. Có nhiều thì nhiều. Ừ. Được chưa? Rồi, bây giờ đi. Rồi đi. Lấy cho tôi cái cây gậy coi. Chi vậy? Rồi, tôi thấp khớp, tôi đứng hầu tôi mệt ông ơi. Để tôi xếp cái ba đì lại tôi đi dễ đi hơn. Trả về vị trí cũ. Yêu cầu ông đi trước nha, ông đừng đi sau, ông đĩa hàng tôi hoài không nổi. Đi ngõ này nè bà. Ờ, đi ngõ này hả? À. À thôi đi nha, em đi ơi, em đi ơi.